thưa quý khán giả, trợ giúp pháp lý là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước dành cho người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Năm 2023, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có nhiều bước tiến rất đáng ghi nhận. Qua đây góp phần hoàn thành mục tiêu quan trọng là đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án Nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm, chặt chẽ, sâu sát và có kiểm tra hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Qua đó kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo và văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cụ thể, trong năm 2023, số vụ việc trợ giúp pháp lý so với năm 2022 tăng 389 vụ và vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng hoàn thành tăng 164 vụ việc. Đồng thời, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng 100% yêu cầu được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của người được hưởng trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thường xuyên chặt chẽ, công tác truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý được chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân. Trợ giúp viên pháp lý và luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, chất lượng tham gia tố tụng được đánh giá đạt chất lượng tốt, khá đạt 98,31%, không có vụ việc bị đánh giá không đạt chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Với vai trò là một luật sư thực hiện cộng tác trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cà Mau, thì thời gian qua bản thân tôi luôn cố gắng ý thức là nâng cao cái nghiệp vụ của bản thân để đáp ứng tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của cái đối tượng được trợ giúp pháp lý. Khi nhận nhiệm vụ công tác trong cái lĩnh vực này thì tôi ý thức được cái sự cần thiết của cái người thực hiện trợ giúp pháp lý, bởi đa số cái đối tượng trợ giúp pháp lý là những cái hoàn cảnh khó khăn, ít có va chạm với pháp luật, cho nên khi có va vấp thì họ vô cùng lúng túng và bỡ ngỡ, không biết phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Chính vì thế rất cần thiết có cái người hướng dẫn và giúp họ về mặt pháp lý. Nói chung là công tác trợ giúp pháp lý nổi bật nhất của năm 2023 của tỉnh Cà Mau đấy, chính là cái số lượng vụ việc của trợ giúp pháp lý tăng hơn 200 lần so với năm 2022. Đây là dấu hiệu đáng mừng và cho rằng là cái công cụ trợ giúp pháp lý của chúng ta bắt đầu đã bám rễ vào đời sống xã hội, được nhiều người biết đến và người dân đã quan tâm và tham gia sâu hơn, và hoạt động trợ giúp pháp lý của chúng ta cũng nâng cao được cái chất lượng và cái hiệu quả để mà góp phần cùng với người dân đi tìm công lý. Và tôi cho rằng là cái kết quả hoạt động đáng khích lệ và đáng mừng nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy rằng là cái công tác phối hợp của các ngành, đặc biệt là ngành tòa án, khi có trợ giúp viên tham gia thì công tác xét xử của tòa án được cẩn trọng hơn, cũng như là cái chất lượng hiệu quả hoạt động của trợ giúp viên tham gia thì đa phần là được hội đồng xét xử của tòa án đánh giá khá là cao, và đặc biệt là cái năng lực của trợ giúp viên của chúng ta được nâng cao hơn và đáp ứng cho yêu cầu trong điều kiện mới. Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý. Từ đó có thể hiểu trợ giúp pháp lý là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần vào việc phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Và năm 2024 thì lãnh đạo Sở Tư pháp sẽ quyết tâm chỉ đạo cho trung tâm và cùng phối hợp với tất cả các ngành, chúng ta tiếp tục là không để bỏ sót đối tượng trợ giúp pháp lý. Đây là mục tiêu mà chúng tôi quyết tâm phải thực hiện cho bằng được. Và đồng thời là chúng tôi nâng cao cái chất lượng trợ giúp pháp lý lên một tầm khác, tầm mới hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi sử dụng tất cả các cái công cụ truyền thông, lấy truyền thông làm yếu tố, làm động lực cho sự phát triển của ngành. Đặc biệt là chúng tôi sẽ nâng cao được cái công tác phối hợp của các ngành, và chúng tôi lấy địa bàn của huyện làm trọng tâm cho sự phát triển. Và chúng tôi tất cả nhiệm vụ chúng tôi hướng về cơ sở, hướng về địa bàn cấp huyện để chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ này.
Có thể thấy, để hoạt động trợ giúp pháp lý đi vào hiệu quả thực chất, cần quy động sức mạnh của các tổ chức cá nhân hỗ trợ tham gia, đồng thời thu hút người dân tham gia nhiều hơn hoạt động này, trong đó có thể tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí có chất lượng cao. Tin rằng, với những giải pháp quan trọng được đặt ra, hoạt động trợ giúp pháp lý tại Cà Mau sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được trợ giúp pháp lý trong cuộc sống, thể hiện tính công bằng nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Hỏi: những ai được trợ giúp pháp lý miễn phí? Trả lời: Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.